Hello bà chào mừng em đã quay trở lại channel mình nha. Thì clip hôm nay mình sẽ review một cái set đồ gọi là cực kỳ cute hột me luôn. Vừa mới được mở bán ở trong shop với giá là 10 UC một hòm. Không phải là các bạn mất 10 UC để các bạn mua được cái set đồ này đâu, mà các bạn phải mở cơ. Mình đã phải mất 500 UC để được cái bộ đồ này chỉ là 15 ngày thôi, không có vĩnh viễn nha anh em. À, mình vẫn gọi là quay cái bộ đồ này để làm clip review cho anh em. Trông rất là dễ thương. Này như là con cáo hay sao ấy nhở? Đấy. Ô, có tên vừa đáp ngay trên nóc này. Mình lên mình bắt luôn anh em ạ. Đây rồi. Đáp muộn lại còn cố vào nhà mình làm gì. Bạn đen lắm bạn ơi. Nãy mình thấy như có hai team nó đáp qua trường học rồi. Còn bên chung cư này chỉ có một team thôi. Đấy. Kìa có con bot kìa. Thôi mình vào mình lút súng đi. Chứ đứng đây khều thì lỡ cái tên bên cao nhì nó không qua là toang ấy. Đấy, thì anh em nào mà có đam mê về thế giới động vật ấy thì các bạn có thể quay cái hòm đồ này. Chỉ mất khoảng khoảng vài trăm UC các bạn sở hữu được bộ đồ này khoảng 1 tuần cho đến 30 ngày. Anh em tha hồ mà trải nghiệm nhé. Ồ, hình như là con boss hay sao ấy. Để mình xuống mình bắn con boss này, mình lấy cái AK luôn anh em ạ. Đây đây, phải nhảy như thế này không là mất máu đấy. Này là boss này mặc bộ đồ sư tử à. Đấy, sư tử nhưng mà gặp cáo thì cũng nạp xuống này. Bên nhà bên cạnh có tiếng Glock 18C hay sao ấy nhỉ? Đây. Nó đứng ngay tầng tầng 3 luôn hay sao ấy nhỉ? Đây rồi. À, cầm lục táp mình à. Ngó ra bạn. Không ngó nữa à? Dưới đây là con boss nữa hay sao ấy nhỉ? Trận này cũng khá là nhiều boss đấy. Rồi. Hình như là chung cư này còn hai tên hay sao ấy nhỉ? Một tên ở chỗ bên nhà cao nhì với lại cái tên ở chỗ nhà bên kia. Ô. Ai nóc này, mình gạt luôn. Hay là mình công qua luôn cái nhà bên cạnh này để lấy luôn cái nhà bên kia. Tiếng chân ngay nhà nhà trước mặt luôn anh em ơi. Hay là tên cao nhì nó công qua bên này nhỉ? Đấy. Mình công qua mình chơi luôn nha. Chứ bây giờ cứ ngồi kê trong chung cư này mãi thì rất là mất thời gian anh em ạ. Úi giời. Vãi cả trường bạn ơi. Bạn nằm như chỗ không người này. Nằm như không nằm vậy. Rồi, còn tên còn lại trong nhà này thì sao ấy? Mình công qua mình chơi luôn đi. Đấy, ô M4 này. Đang đứng ngay tầng 1 luôn. À, chạy lên à. Rồi, lên này anh em. Mấy ông này không chịu công đâu, cứ phải để mình công cơ. Lại lên tầng 3 rồi. Đây, mở cửa bên trái này. Mình không cần bom nữa. Lao vào luôn. Mình đây mà. Thằng thanh niên vẫn chưa nhìn được ra mình. Rồi, clear team chung cư rồi. Đây, mình sẽ fake quả sầm mốc đi. Cho ông này nghĩ là mình đang công ấy. Ông này công qua. Đấy đấy, các bạn thấy không? Đẩy trống này. Ơ. Rồi, xong. Này chắc team Việt Nam rồi. Lại nhảy rồi. Ui, hai bạn luôn này. Ngay nhà chung à ngay nhà vệ sinh bị nhận ra rồi anh em ạ. Nói chung là chơi ác này thì khó lòng nào mà không gặp mấy bạn team up. Thôi đành phải chấp nhận thôi. Hello. Vâng, vẫn nhảy kìa. Đấy, nhảy thì cứ lên thôi. Chỉ sợ là gặp mấy bạn team up bẩn thôi. Đấy, ba bạn luôn anh em ạ. Ô, có xe. Để team khác hay sao nhở? Có hai tên luôn kìa, team khác rồi anh em ơi, team này ba rồi mà. Mình chẳng có cốp vào đấy. À, để xem mấy bạn này có nói gì không nào. Đồ idol. Hello. Đấy, biết ngay là team Việt Đồ Nam idol. mà. Vãi Idol chưởng. mình Đồng vừa thế nhở. idol không? Úi Idol rồi. thì có ác má. Ơ má mình gì? Cái bọn bác ghi nó dừng người sao ấy. Nó đứng Nào bên đúng trường hấp, học nào đúng à. hấp. Idol thì tao đúng đi. Cái này Ồ, idol thì tao nghe. à kìa nó nằm kìa. Ui từ từ nha, nó Để có quên rồi, M24 FPT đấy. idol đó.
Ủa, nhớ là quay cái bộ đồ này đâu có ra đâu. Mình vừa mới Bộ quay ngày đồ hôm qua của... xong ấy, mấy bạn này có cái cốp Qua đi dụ bán đi, bán đi đâu. bây Bán bán đi. giờ dụ mấy bạn này đổi cái giờ cốp to to bắn cái ông kia cái ông ấy nằm kìa, khó Đâu có chịu đồ thật đấy. hồng máy. Ở đây này có bốn ở kìa. Chưa kịp lấy Hãy kìa, bón nè. mình thấy cái tên kia nó nằm nó bắn lì thật đây rồi. Đừng, đừng có giết. Đừng có giết. Chịu đang công lấy sai công đó. Có cái sai này. Ai đồ này giết người luôn. Này cẩn thận không ăn Mày một cứ viên làm đầu cho là ai mình đồ chết lại luôn ăn đấy. đi. Đấy. Ôi giời ơi mày tự. Đây này, một viên này. Nè đồ thì đâu. Phải làm, Rồi nó phải làm, chạy phải làm. rồi. Anh Đào nồi này. à, mấy ông mấy bác ông cầm bét tơ ông khều. Tên này nằm này. Lát đầu rồi một đào một người Bị rồi mắc đó. rồi. Thôi để mình Lát ra rồi kia mình mới lấy rồi xe mới mình rồi công mới luôn rồi. đi. Nghĩa đồ chả đánh không nổi đâu. Ra lấy xe công luôn anh em, bạn team này có hai mà, hai tên đi bắt ghi. Kìa. Đồ ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đồ ở đâu? Phá gì? Không đâu anh em ơi, chỉ sợ nó cầm máy từ nó vỉa phát vào đầu ấy. Ok à. Ui, ở trong chung cư vẫn có con người à? Ồ. Đây như con bot ấy. À đúng rồi, cái tên cao nhì thì ra nó ngồi đây nãy giờ luôn anh em ạ. Thế mình tưởng chung cư clear rồi. Ui, vãi thật đấy. Tầng 3. Từ từ đã có một tên bên ngoài hay sao này? Đây rồi. Bot luôn à? Ai anh ơi. Con bot thôi, còn cái tên trên này nè. Hình như là tên này là tên lẻ á. Nó đứng tầng 3 à? Rồi ôi. Ui. Cẩn thận đấy. Đi trùng cái này dễ bị loạn lắm. Bên phải bên phải. Lui 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 anh ơi, lui anh ơi. Cứu 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 anh em ơi. Tầng 3 hay sao nhỉ? Đúng không? Đúng rồi, tầng 3 rồi mọi người. Nét ngắn. Nét anh nét. Từ đã, bây giờ công chung cư cũng hơi khó đấy anh em. Bị vườn mấy bạn đi áp nữa nên dễ bị loạn. Bên chung cư nè. Ui. Ô, nóc nhà này còn tên khác kìa. Chuyện bên nhà ta có mà. Hay là nóc nhà đấy là bạn của team này nhỉ? Mình phải sờ mốc, mình che phải đi. Mình lấy cái nhà chỗ bên trái trước này. Giật cái mình. Ui ơi. Vai cả trường, kê ngay đây ạ. Anh ơi. Đâu ra một bạn Việt Nam này vậy? Trời ơi, đi chung như thế này còn mấy ông ấy, mấy ông bị anh. Giết, mấy ông soi cái mấy ông report cho là bàn ác đấy. Mình bây giờ mình đang làm clip mình không mở mic mình nói được tại vì sợ bây bị lỗi tiếng game anh em. Sắp tiếng chó luôn. Lọc x. Thôi, mình lấy xe mình công lên à từ từ đã. Mình sờ bốc cho chắc ăn anh em ơi, lỡ không may cái tên trên nóc lại là team khác. Mình lấy xe mình công qua cái chỗ hai nè. Tên ở bên đồi dốc trước nhá. Thôi đừng đi theo nữa để tự mình đi xử lý cho dễ. Này dễ bị loạn là dễ bị chết nhầm đấy. Ở cuộc đậu xanh tên này nó vẫn thấy à. Mình nằm đây mình chơi với tên này luôn này. Thích thấy xa đúng không? DB à ngó ra bạn. Ô phá xe. Trời ơi sao không thấy nữa đi. Đã thế mình công cái tên này trước luôn anh em ạ. Mình nghĩ đây chắc là tên còn lại hay tên lẻ gì đấy rồi. Không phải là mấy ông team up đâu. Chứ mấy ông team up thì đã biết mình rồi mà. Công mình chơi luôn. Nó đứng tầng mấy vậy ta? Mình vẫn chưa nghe được. À trên nóc đây rồi. Chẳng còn bom chứ, còn quả gì để quăng vào cái chỗ cái ô cửa trên nóc không để mình công cho dễ. Ê, nó ốp bom lại kìa. Bom ở đâu ấy nhở? À, sờ mốc à? Đang thử không? Đây, có sờ mốc này. Mình sẽ ốp bom, mình dọa nó luôn. Đấy, phải dùng một quả bom gì đấy ném ra nó sẽ lùi về. Ô, nhảy xuống rồi à? Kìa, chạy vào tầng 1 kìa. Đây, mình sẽ leo lên tầng 3 luôn, mình bắt. Ok à, nhảy hút thôi. Hình như là nó bắn team up rồi sao ấy. Đúng, đúng ông DB này rồi. Đâu ấy nhở?
Ui, loạn quá, mình không nghe được luôn ý. Trên tầng, trên tầng, trên tầng. Tầng 3 này đúng không? Ơ, đâu ấy nhở? Vừa Ôi rồi. nghe lên trên chỗ tầng 3 mà. Điên, tao thấy một đồ anh lọc rồi. Mình nghe tiếng thay đạn DB này. Tầng 3 rồi. Mất thằng đi. Nó nấp ở đâu hay ta? Tầng Ô. 3. À nó lại xuống tầng 1 à? Tầng 2 à? Tầng 2 Đây, này. trong này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok. Thôi sao? Mẹ. Mình đã bảo rồi mà, Thêm, đi thêm. cùng nhau như này là có ngày chết oan. Bạn kia mà bạn ấy đứng sau lưng mình để mình xử lý tên này thì tốt hơn rồi, tự nhiên bạn ấy lao lên trước hứng đạn cho nó chứ. Thôi, mình lấy xe mình đi làm nốt mấy mấy người còn lại nha, hơi loạn tí anh em. Groza này, bắn luôn. Đang có cái Silent. Nhặt thêm ít đạn nữa. Rồi. Hầm thính ở đây mà sao chả thấy ai lại ta. Mấy ông cuối này núp chỗ nào hết rồi nhỉ? Uầy. Uầy cái gì đây? Ô, ngay nhà sau lưng mình này. Mình đi qua mấy vòng mà nó không thèm bắn. Uầy, sau lưng có tiếng M29 luôn à? Thôi xong rồi. Sao tự nhiên đâu ra mà lắm tim vậy? Đây mình dừng đây mình xem coi là cái team 1249 đã đứng đầu. Đậu xanh cái tên kia. Vẫn cứ khều mình chứ. Từ mình đứng đây mình phun đất đã nhá. Ok. Trời ơi góc này bị lộ anh em ạ. Thôi để mình hiêu máu ấy, mình phun đất mình chơi cái team ở trong nhà trước đi. Khó chịu thật. Những cái lúc mà đi tìm người thì chẳng thấy ai đến đến lúc mà gọi là đi vào chỗ nào mà gọi là vắng vắng thì y rằng xuất hiện rất là nhiều team. Đây. Mấy hôm nay đang khều mình chơi luôn đấy anh em. Team này mình chắc là cũng có ít người thôi. Có mỗi một tên bắn mình hay sao ấy, hay là hai tên đấy. Ồ đây này, bên ngoài này, bên ngoài này. Đây, mình dừng lại thì bạn chết rồi. Thấy gì đấy bạn ơi? Còn tên nữa đâu rồi? Đây đây đây, trong nhà này, tầng 2 này. Ngay nhà nhà trước mặt anh em ạ. Mình công qua mình chơi luôn. Đâu ấy nhở? Ok. Ui, đứng bên trong à? Ô sao nghe sai thế? Mình nghe như kiểu nó đứng ngay ngay chỗ ngoài này để nó kê cầu thang ấy. Còn cái team mà vừa có ông cầm M249 nữa bắn ngay trên đồi anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa nhìn thấy ai cả. Hay là mình lấy xe mình lượn qua qua ở trên đấy xem như nào. Để lấy xe lượn luôn anh em ơi. Còn ba ông cuối chắc là còn team đấy. Còn team còn lại ngay trên đấy đấy. Rồi, lên luôn. Mình sẽ vòng trái và mình quan sát nha. Ô, có tiếng bác ghi sau lưng này. Ô, đi đâu đây bạn ơi? Ôi, vậy hùng nốc luôn á, ông này trâu thế nhở? Mình đẩy mình chơi luôn đi. Ông này siêu yếu luôn mọi người ạ. Đâu rồi? À đây trước mặt mình này. Ngay trong nhà luôn hay sao ấy nhở? Kê ngay cửa đúng không? À đây bên ngoài này. Rồi, đây à bạn ơi. Thì ra là một ông lẻ, nhưng ông này có ốp. Đấy, mình bắn luôn. Giờ chắc cái team 1249 chắc cũng chạy rồi hay sao ấy, chả thấy đâu. Vẫn đang nằm này. Sấy ai đấy bạn ơi? À, thế là nó vừa sấy một tên lẻ ngay dưới chỗ gọn đoạn này anh em ạ. Để mình qua mình hốt luôn nha. Thì ra là mấy ông cuối toàn là mấy ông lẻ. Bảo sao đi tìm người khó vậy. Đâu nhỉ, vừa thấy ông trên này ông ấy bắn xuống hướng này mà. Chắc hẳn là phải thấy ai thì mới gọi là bắn về cái hướng này anh em ạ. Chứ không tự nhiên mà lại đi sấy xuống này lộ hết vào cả vị trí ấy. Đang còn nằm nữa mà. Ảo thế nhỉ.
không có luôn. Ố đây, đây trước mặt mình này, đang chạy xuống này. Ơ đâu rồi? Úi rồi, nằm trong bụi cây này. Nhẫn giả với mình các bạn. Thì ra là bắn ông này sao mọi người ạ? Mình thấy quay tâm về hướng này nhưng mà sao quay xa thế? Rồi, trận này mình đã review qua cái bộ đồ con cáo này. Đấy, này thì chắc là con cáo rồi anh em ơi. Ban đầu mình cứ nghĩ là con sói nhưng mà không phải nha. Thì ok, bye bye mọi người nhé.